Chào anh em, chào các bác. Hôm nay rảnh lôi Mi Band 4 ra trời nắng để test. Nói chung là giữa cái trời nắng gắt thì mờ lắm, không nhìn thấy gì cả. Đó, giữa trời nắng gắt nhá. Đương nhiên là chỗ nắng gắt thì không nhìn thấy gì rồi. Mình sẽ vào cái chỗ có bóng râm để quay cho mọi người xem khả năng hiển thị của nó nha. Đây, ok, mình đã vào trong bóng râm để quay rồi. Nói chung là trong bóng râm thì cũng nhìn ở tương đối, khả năng hiển thị cũng tương đối. Mình đang để mức sáng của Mi Band 4 là mức sáng thứ ba nha. Cho bạn nào chưa biết thì Mi Band 4 có thể điều chỉnh cái độ sáng màn hình. Và nó có 5 mức sáng. Hiện tại là mình đang để mức sáng thứ ba. Đó, nhìn cũng tương đối. Ở trên máy quay thì nhìn không rõ đâu các bạn, ở ngoài nhìn rõ hơn. Đó, anh em nhớ đăng ký để ủng hộ kênh và ủng hộ mình để mình có thể mua cái máy quay xịn hơn nhé. Máy quay này đều á. Đây, mình đang để mức sáng thứ ba này. Mình sẽ tăng lên max sáng. Mức sáng thứ năm. Đó. Ok, mức sáng thứ năm thì nhìn rõ hơn các bạn. Nhìn rất rõ luôn. Chúng ta phải đánh đổi giữa dung lượng pin và cái mức sáng của nó nếu mà ra ngoài trời nắng. Để mức sáng thì nó sẽ nhanh hết pin hơn. Ok, mình sẽ dừng clip ở đây. Anh em nhớ đăng ký nha.